Xin kính chào quý khán giả của FPT Play. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với toàn cảnh vòng 21, vòng đấu áp chót giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024. Trong số này, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng nâng cao cúp vô địch tại Hòa Xuân. Trường Tươi Bình Phước tự vấp ngã trong cuộc đua thăng hạng. Câu lạc bộ Huế tiếp tục hy vọng chen chân vào top 4. Câu lạc bộ Hòa Bình giành 3 điểm để tri ân khán giả Tây Bắc. Câu lạc bộ Đồng Nai đòi nợ thành công trước câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Trong trận đấu vòng 21 gặp câu lạc bộ PVF CAND, dù kết quả không ảnh hưởng đến việc nhận cúp của đội bóng sông Hàn, nhưng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn đưa ra thành phần mạnh nhất và thi đấu khá quyết tâm. Trước một đối thủ buộc phải thắng để giữ vững ngôi nhì bảng và níu kéo hy vọng tranh playoff, SHB Đà Nẵng tổ chức phòng ngự tốt với sự chỉ huy của bộ đôi trung vệ Lương Duy Cương và Liễu Quang Vinh. Đội chủ nhà có nhiều lần chia cắt ba mũi nhọn Thanh Nhàn, Xuân Nam và Lê Văn Đô bên phía đội khách. Trong khi đó, nơi hàng tiền vệ, đội trưởng Đặng Tuấn Anh cầm nhịp tốt. Đội chủ nhà luôn có những pha gây sóng gió với bộ tứ Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Phạm Văn Hữu và Nguyễn Phi Hoàng rất lợi hại. Bên kia chiến tuyến, khi nghe tin đối thủ Trường Tư Bình Phước bị Phù Đổng Ninh Bình dẫn trước, PVF CAND càng chơi càng chắc chắn hơn ở những phút cuối để hướng tới việc giành một điểm. Và sau 90 phút nghẹt thở trên sân Hòa Xuân, kết quả hòa không đều phản ánh đúng cục diện và giúp cho cả hai đội đều hài lòng. Một năm sau ngày rớt hạng V-League 1, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã có niềm vui nâng cúp giải hạng nhất ngay trên sân Hòa Xuân. Ngoài 2 tỷ đồng tiền thưởng từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, đội còn nhận 200 triệu đồng từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cảm xúc của tôi lúc này cũng như là toàn đội là coi như là rất là sung sướng, rất là hạnh phúc khi chúng tôi đã quay trở lại V-League. Và đây cũng là một thành quả cả một quá trình mà 5 năm vừa rồi chúng tôi đã coi như là chuẩn bị một cái từ coi như mọi cái vấn đề từ ăn uống hay là chuẩn bị thể lực mọi vấn đề chuyên môn để chúng tôi được có được ngày hôm nay. Và sau cái buổi ngày hôm nay là chúng tôi sẽ phải tính đến cái phương án để chuẩn bị quay trở lại V-League với tìm được cái lực lượng tốt nhất để chúng tôi quay trở lại thi đấu. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và không kìm nổi cảm xúc. Thì khi thầy về làm thì ít nhất tinh thần và sự nỗ lực của anh em vượt lên rất là nhiều. Mà sự trở lại này thì em vẫn chưa thể đánh giá được nhiều, nhưng mà toàn đội sẽ chắc chắn là sẽ cố gắng hết mình ở mùa giải mới. Ngay khi giành suất thăng hạng, lãnh đạo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng như những ban ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng đã sớm có những động thái cho mùa giải 2024-2025 và cả tương lai xa hơn nữa. Đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu lọt vào top đầu V-League mùa sau, đồng thời công tác hậu cần cũng sẽ chu đáo hơn khi các nguồn tài trợ được đa dạng hóa. Thậm chí đội bóng này còn tham vọng xây dựng học viện bóng đá trẻ khi tìm được đối tác là các câu lạc bộ nổi tiếng nước ngoài. Tầm nhìn bền vững và đã được lãnh đạo đề ra, nếu chúng trở thành hiện thực, có thể coi một mùa giải chơi tại hạng nhất là quãng thời gian nghỉ để đội bóng sông Hàn trở lại mạnh mẽ, tìm lại ánh hào quang giai đoạn từ năm 2009 đến 2012. Ở vòng 21 giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024, Trường Tươi Bình Phước đến làm khách trên sân của Phù Đổng Ninh Bình với mục tiêu phải thắng để vượt qua PVF CAND. Giành lấy vị trí thứ hai đồng nghĩa với suất đá playoff thăng hạng. Tuy nhiên, trước sức ép tâm lý đè nặng, lại vừa đá vừa trông ngóng trận đấu cùng giờ đã khiến các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức chơi một trận dưới sức. Suốt 90 phút, Trường Tươi Bình Phước gần như không có nổi một pha tấn công sắc nét, thậm chí họ còn phải nhận bàn thua từ pha phản lưới nhà của Văn Trung. Tỷ số lẽ ra còn cao hơn nếu cú đánh đầu trước đó của Hoàng Thanh Tùng không đưa bóng bật sang ngang đội bóng đến từ miền Đông Nam Bộ. Thực sự thì trận đấu này cũng làm cho các em áp lực rất là nhiều. Tất nhiên đa số cũng là cầu thủ trẻ. Nhiều cầu thủ từng một mới thi đấu. Nhưng cái chuyện đó cũng không tránh khỏi. Nhưng mà cái sự cố gắng của các em ở trên sân thì rất là đáng ghi nhận. Trận đấu hôm nay cũng là cái trải nghiệm của cho các em để các em biết được cái trận đấu, ví dụ một trong những trận đấu quyết định thì nó mang tới chiến thắng cho đội. Thì tất nhiên tâm lý, ví dụ mình đã thực sự các em không thoải mái là cái chuyện đương nhiên. Mình làm huấn viên cũng là người anh, mình cũng phải hiểu được cái tâm tư của các em để mình cùng nhau cố gắng. Đội Phù Đổng thì mặc dù rất là nhiều khó khăn nhưng đấy bù lại thì đấy là một cái tập thể từ ban huấn luyện đến các vận viên như một cái mái nhà, luôn luôn thi đấu với một cờ sắc áo cho dù hoàn cảnh như thế nào để mà kết thúc mùa giải năm nay để mà có một kết quả và thành tích như hôm nay. Đấy là tôi thật sự là
Trước tiên nhất là tôi cảm ơn hết tất cả các vận động viên đã đồng hành gần hết mùa giải năm nay, chỉ còn một trận cuối ngày 29 ở Bà Rịa Vũng Tàu, và hy vọng sẽ thi đấu tốt trận đấu nốt trận đấu cuối để có một mùa giải tương đối hoàn thành tốt nhiệm vụ của thương hiệu của cổ động Ninh Bình cũng như thành tích của đội bóng. Ở vòng đấu cuối cùng, Trường Tươi Bình Phước sẽ buộc phải giành 3 điểm trọn vẹn trước SHB Đà Nẵng và mong chờ PVF CND sảy chân trước Đồng Nai. Hy vọng lúc này là rất mong manh. Trường Tươi Bình Phước đã tự làm khó mình và lúc này thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức chỉ còn biết nỗ lực hết sức có thể và mong chờ phép màu xảy ra. Tại vòng 21, câu lạc bộ Huế là đội khách duy nhất được ca khúc Hải Hoàn với chiến thắng 2-0 trước đội bóng đã chính thức xuống hạng là câu lạc bộ Phú Thọ. Không còn động lực ở những vòng đấu cuối, dễ hiểu khi sức tấn công của đội chủ nhà không được thể hiện rõ nét. Trong khi đó, đội bóng Cố Đô vẫn cho thấy những mảng miếng tấn công bài bản. Thậm chí nếu may mắn hơn, Hữu Tuấn có thể giúp đội khách mở điểm khi hiệp 1 mới trôi qua 1/3. Chuyện gì đến cũng phải đến, phút 21, Vũ Đình Thượng có pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm. Dương Anh Vũ bật cao để làm chủ khoảng không trước nỗ lực bất thành của thủ môn Lê Lâm Phước Tiến Dũng. Vi Đình Thượng và Dương Anh Vũ cũng là hai trong bốn cái tên mới được huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng ghi vào danh sách đội 1 thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2023-2024, bên cạnh Nguyễn Lương Tuấn Khải và Hoàng Quang Dũng. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên được câu lạc bộ Phú Thọ tạo ra xuất hiện ở phút 31. Từ quả đá phạt cố định, bóng tới vị trí của Viết Lộc. Hậu vệ số 15 cố gắng xoay sở trước khi tung cú sút sệt bằng chân phải, đưa bóng đi chệch của dọc. Dấu chấm hết cho mọi hy vọng của đội chủ nhà đến ngay đầu hiệp 2. Huỳnh Thế Hiếu có pha sút phạt mẫu mực, đưa bóng lượn qua hàng rào trước khi đánh bại thủ môn Tiến Dũng. Ở vòng cuối, câu lạc bộ Huế tiếp đón Hòa Bình trên sân tự do. Đội bóng Cố Đô có thể cán đích ở top 4 nếu đánh bại câu lạc bộ Hòa Bình, trong khi Phù Đổng Ninh Bình sẩy chân trước Bà Rịa Vũng Tàu. Vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 6, câu lạc bộ Hòa Bình tiếp đón câu lạc bộ Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng đấu áp chót của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng mùa giải 2023-2024. Đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Hòa Bình ở mùa giải này. Trước trận đấu, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã trao tặng hàng trăm triệu đồng nhằm động viên, ủng hộ ban huấn luyện và các cầu thủ chủ nhà. Sự quyết liệt là điều dễ dàng có thể nhận thấy trong những phút đầu. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội bóng Tây Bắc ở phút 39. Đáng tiếc là cú sút bên ngoài vòng cấm của Trần Vũ Ngọc Tài không đi trúng mục tiêu. Không đều là kết quả của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Hòa Bình vẫn là đội làm chủ thế trận. Và sau 20 phút bóng lăn, Nguyễn Duy Thanh đã tạo nên bước ngoặt với pha solo ấn tượng từ ngoài vòng cấm. Số 17 vượt qua hai cầu thủ áo xanh trước khi đánh bại thủ môn Đoàn Thanh Nhã. Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Đồng Tháp dồn lên tấn công và có nhiều pha bóng nguy hiểm từ khung thành của Hòa Bình. Với những pha phản công nhanh ở cuối trận, nếu có thêm chút may mắn, các cầu thủ Hòa Bình còn có thể gia tăng cách biệt trên bảng điện tử. Kết thúc trận đấu, Hòa Bình đánh bại Đồng Tháp với tỷ số 1-0. Với kết quả này, đội bóng Tây Bắc vươn lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 19 trận đấu. Trong khi đó, Đồng Tháp tụt xuống vị trí thứ 10 với 20 điểm. Đây là món quà ý nghĩa mà các học trò của huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng dành cho người hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ, cổ vũ và yêu quý đội bóng. Chiều ngày 23 tháng 6, câu lạc bộ Đồng Nai tiếp đón câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trong trận cuối cùng trên sân nhà ở vòng 21 giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Đây chỉ là trận đấu thủ tục với cả hai đội do cả hai đã sớm trụ hạng. Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin, chủ động dâng cao tấn công để kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút không thể có được bàn thắng trước sự phòng ngự chắc chắn của Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thế trận giằng co, bất ngờ đội chủ nhà đã có được bàn thắng để vươn lên ở gần cuối hiệp 1. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Bà Rịa Vũng Tàu ở phút 42, Cao Quốc Khánh ghi bàn mở tỷ số trận đấu, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0. Trong hiệp 2, cả hai đội đều nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trước hệ thống phòng ngự vững chắc của đối phương, cả hai đội đều không thể có thêm bàn thắng để thay đổi cục diện. Vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 1-0, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn đã có chiến thắng quan trọng ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà để thay cho lời tri ân tạm biệt các cổ động viên nhà, đồng thời trả món nợ đã thua 0-4 ở trận đấu lượt đi tại vòng 4. Trận thắng này cũng giúp câu lạc bộ Đồng Nai xếp ở vị trí hạng 8, cùng có 23 điểm nhưng xếp sau Bà Rịa Vũng Tàu do kém hiệu số bàn thắng bại và xếp trên đại diện Tây Bắc là câu lạc bộ Hòa Bình. Xin cảm ơn với các bạn đã cùng chúng tôi theo dõi trận đấu này và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau.
Vừa rồi là những diễn biến của 5 cặp đấu thuộc vòng 21 V-League 2. Và sau đây sẽ là bảng kết quả của 5 trận đấu giải V-League 2 sau vòng 21. Chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng V-League 2 sau vòng đấu thứ 21. Tất cả những diễn biến mới nhất của guồng quay V-League 2 sẽ được FPT Play cập nhật liên tục trên các nền tảng. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.